ta nhất định sẽ cố gắng đánh bại người trước. Vương Hạo nhẹ nhàng gật đầu lên tiếng. Tốt rồi, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ta liền thu hồi câu ngươi là phế vật. Nếu không, ngươi chính là một phế vật đi thôi. Dứt lời, thì hắn lúc này mới quay người đi về hướng giáo trường. Dạy bảo đệ đệ thật sự không phải chuyện dễ dàng. Có điều không biết nguyên nhân vì sao, Vương Hạo lại có một chút cảm giác như là thích thú. Từ khi Đông Nhi và Thu Nhi lần lượt xảy ra chuyện, sau khi tham quân, tâm tình quán ngược lại tốt hơn nhiều. Rất nhanh, hai người lần nữa đi đến giáo trường. Khi Đế Lạc Lê vui mừng chính là Hứa Vân vậy mà chờ trong đó, đôi mắt đẹp ngậm uy, khuôn mặt phát lạnh. Vân Nhi thấy được nàng, Đế Lạc Lê lập tức cao hứng kêu một tiếng, nhanh chóng chạy tới. Hứa Vân trừng mắt Lê Khám một cái lên tiếng, đã nói với người bao nhiêu lần không cho phép người gọi ta là Vân Nhi, chỉ có ca ca của ta thì tỷ mới có thể gọi như vậy. Đế Lạc Lê chỉ trẻ bất đắc dĩ nói, tốt Hứa Vân. Hứa Vân bỗng nhiên nhớ lại dáng vẻ hôm qua, hắn nghĩ vô phản cố ngăn trước người của mình, ánh mắt không khỏi nhu hòa với phần lên tiếng. Các ngươi hàng ngày đều tới nơi này tu luyện, hắn không nói dốc sao? Một giao hòa không phải hồn sư làm sao có lại lợi thế như thế? Đế Lạc Lê cười khổ rồi nói, ta nếu biết được cũng sẽ không bị hắn đánh. Hứa Vân tức giận, thật không có tiền đồ, để cho ta tới, hôm qua là ta chủ quan, hôm nay nhìn ta trừng trị hắn. Dứt lời thì nàng liền từ trước mặt của Đế Lạc Lê đi ra ngoài, hướng về Vũ Hạo nghênh đón. Đế Lạc Lê sờ lên trên cái mũi, đột nhiên nghĩ đến lý do tương tự bản thân giống như sau lần đầu bị Vũ Hạo đánh cũng đã nói, thế nhưng mà về sau liền bị đánh suốt một tháng. Dứt lời thì Hứa Vân đã đi về hướng của Vũ Hạo, nàng trên miệng mặc dù cũng nói giống như rất là chẳng nhèm ngó tới, thế nhưng mà từ trong ánh mắt liền có thể nhìn ra nàng rất xem trọng trận chiến trước mắt. Hôm qua bại bởi Vũ Hạo quả suýt nữa bị thương nặng, bị nàng coi là vô cùng nhục nhã, nếu không nàng hôm nay cũng sẽ không tìm tới. Ánh sáng nhàn nhạt lóe lên trên mặt của Vũ Hạo, toát ra một tia thần quang bằng lãnh, hai tay khoanh trước người, châm biếng lên tiếng, hy vọng ngươi ngày hôm nay không lại dùng tấm khiên thịt người kia để bảo vệ mình mới tốt. Ngươi, Hứa Vân giận dữ, ngươi vừa nói cái gì? Vũ Hạo cách nàng không xa lại đột nhiên di chuyển, chân trái đột nhiên đạp mạnh trên mặt đất, cả người đã như là mũi tên vào thể hướng của Hứa Vân, tốc độ cực kỳ nhanh. Hứa Vân trong lòng run lên, hôm qua nàng cũng bởi vì bất kỳ là xuất kỳ bất ý mà bị tổn thất nặng, bụng nàng hôm nay còn có một chút đau. Mắt thấy Vũ Hạo đột nhiên phát động ra, nàng lập tức nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời phóng xạ vô hồn tinh quang của bản thân. Từng đạo ánh sao nhanh chóng từ tinh quang bắn xa như chớp phủ tới Vũ Hạo. Thế nhưng mà khiến nàng tràn ngập cảm giác thất bại chính là Vũ Hạo đối với ánh sao của nàng giống như có miễn dịch tự nhiên, tùy ý nàng công kích dày đặc đến cỡ nào cũng có thể tránh xa giống như quỷ mị. Phảng phất như nàng còn không có phóng ra ánh sao, hắn đã dự đoán được vị trí cụ thể của chúng. Khoảng cách giữa hai người đang rút ngắn với tốc độ kinh người. Hồn sư am hiểu viễn trình công kích sợ nhất là cái gì? Sợ nhất tự nhiên chính là bị đối thủ áp sát. Hơn nữa Hứa Vân ngày hôm nay lần nữa khiêu chiến Vũ Hạo cũng trải qua một ngày nghĩ sâu tính kỹ. Đối với thực lực của Đế Lạc Lê, nàng cũng rất rõ ràng. Đế Lạc Lê bị Vũ Hạo đánh thảm đến thế, tuyệt không chỉ ngẫu nhiên. Mặc dù là nàng ngoài ý muốn phát hiện ra, nhưng hiển nhiên Đế Lạc Lê bị Vũ Hạo đánh đã không phải là lần một lần hai. Vuôn bạch hổ của Đế Lạc Lê mặc dù cũng không thuần túy, thuộc về vuôn biến dị, thế nhưng thực lực vẫn như cũ không yếu, thuộc về chiến hồn sư hệ cường công cận chiến. Mặc dù nàng có tu vi hồn tông, Đế Lạc Lê chỉ là hồn tôn, thế nhưng giữa tình huống song phương đều phóng thích ra vũ hồn, luận về năng lực thân thể, nàng tự nhận vẫn là không bằng Đế Lạc Lê. Bởi vậy Đế Lạc Lê bị Vũ Hạo áp sát gánh không được, nàng liền nhất định cũng gánh không được, cho nên vừa lên đến, Hứa Vân liền hạ quyết tâm vô luận như thế nào cũng không thể để Vũ Hạo áp sát, nếu không thì bản thân thua không nghi ngờ. Dưới loại tình huống này, nàng lập tức có chỗ quyết đoán, hồn hoàn thứ ba tỏa sáng hào quang, hôm qua đã từng thi triển ra tinh bạo lần nữa phóng xa, hôm qua bị Vũ Hạo dùng thủ pháp khống hạc cầm long khống chế tinh bạo, ký ức của nàng vẫn còn mới mẻ, lần này lại không có ném thẳng đến Vũ Hạo mà ném vào trên mặt đất dưới trước cách đó không xa. Cùng với lúc đó, thân thể của nàng kim quang đại phóng, ba vòng hồn hoàn đầu tiên phảng phất luân phiên và lóe lên một cái, làm người ta rất là khó phân biệt ra được đến tận cùng nàng thi triển ra hồn kỹ nào. Chòm sao rơi trên mặt đất lập tức bạo tàng mãnh liệt, tiếng nổ kịch liệt cùng với lực lượng chấn động cường đại lập tức bao trùm con đường của Vũ Hạo đang tiến lên. Sự tình Hứa Vân muốn làm rất đơn giản, vô luận là như thế nào cũng muốn trước tiên kéo ra khoảng cách cùng với Vũ Hạo, sau đó lại chậm ra đối phó với hắn. Vũ Hạo có thực lực cơ nào? Thời điểm Hứa Vân phóng xa tinh bạo, hắn đã đoán được mục tiêu của nàng. Bộ pháp dưới chân dừng lại, tinh bạo lập tức bạo tạc, hắn đột nhiên là hướng xa phía cạnh đánh tới, một cú nhào lộn như là cá vượt vũ môn, đánh đi hạch tâm bạo tạc.
tác, đem ảnh hưởng hạ đến mức thấp nhất. Sau khi thân thể lăn một vòng trên mặt đất lần nữa đánh về hướng của Hứa Vân mắt thấy tinh bào nổ tung, đang muốn thở phào thế nhưng lại nhìn thấy Vũ Hạo đã từ bên cạnh xông về phía của mình, trong lòng lần nữa kinh hãi. Người này phản ứng thật là nhanh, hồn hoàn thứ tư trên người lập tức thắp sáng. Hiện tại thì nàng đã không thể nào để ý tới chuyện giấu nghề, hai tay phân ra từng đạo tinh tuyến trước người, tinh tuyến đan thành một bức đồ án kỳ dị trên không trung, nhìn qua rõ ràng chỉ là một bộ dáng tinh quang, sau đó lập tức bao phủ về hướng của Vũ Hạo. Tinh quang chấn hồn hồn kỹ thứ tư, cái này chính là một năng lực đơn thể công kích cộng thêm khống chế cường đại, cũng là hồn kỹ mạnh nhất mà trước mắt Hứa Vân có thể thi triển. Một khi bị tinh quang chấn hồn bao trùm, đầu tiên sẽ phải tiếp nhận từng đạo ánh sáng tinh quang giống như lợi nhận cắt chém, nếu như tiếp nhận được thì những ánh sáng này liền sẽ hóa thành một quang cháo trói đối thủ thật chặt, uy lực cực kỳ là cường hãn. Hứa Vân hiện tại mặc dù cũng không thể nương theo thiên tượng chi lực tăng thêm phúc bản lân, thế nhưng mà đối với khống chế tinh quang cũng còn nhiều không tệ. Hơn nữa lần này nàng đem sự chú ý của mình tăng lên tới cực hạn, nàng biết bản thân phải thất yếu tỏa định hắn mới có thể chiến thắng hắn. Đáng tiếc là ý nghĩ của nàng tốt đẹp như vậy nhưng thực tế lại tàn khốc. Mắt thấy tinh quang giống như sẽ phải rơi vào thân mình của Vũ Hạo, thế nhưng mà thân ảnh của hắn lại đột nhiên trở nên hư ảo, bộ pháp dưới chân của hắn giống như so với lúc trước còn nhanh hơn gấp đôi, cũng không biết hắn là lắc lư thân thể như thế nào. Chỉ một cái liền từ bên trong tỏa đỉnh của Hứa Vân thoát ra, đồng thời thân thể lần nữa đánh về phía trước, tay phải xuất chiều hướng về Hứa Vân, lòng bàn tay hướng vào. Hứa Vân chỉ cảm thấy một cỗ lực hút cường đại xông tới trước mặt, kéo lấy thân thể của bản thân đi về hướng đối phương. Bước ngoặt nguy hiểm, Hứa Vân ứng đối coi như không tệ. Lúc này răng ngà cắn chặt, lại là một tinh bảo sáng lên. Ngươi không phải là muốn kéo ta qua sao? Tốt, ta liền cho ngươi một cái tinh bảo, cùng một chỗ hướng về hưởng thụ là được. Nàng đây chính là chọn cách đồng quy vu tận cách làm, mà trên thực tế vu hồn tinh quan của nàng có thể đồng hóa một phần năng lực bản thân phóng ra. Nói một cách khác, một khi bạo tạc ở khoảng cách đồng dạng, Vũ Hạo tiếp nhận ra lực bạo tạc tất nhiên so với nàng phải mạnh hơn nhiều. Khóe miệng của Vũ Hạo toát ra vẻ mỉm cười, lòng bàn tay phải đang hút tới đột nhiên run rẩy, mấy lần chầm sao ở trên không trung cũng theo đó run rẩy, lần nữa thoát ly ra khống chế của Hứa Vân, sau đó liền bị hắn ném lên trên không trung. Hứa Vân vang lên một tiếng kinh hô, một cước của Vũ Hạo đã đạp đi qua vẫn như cũ là đá vào vị trí ngày hôm qua, tuyệt đối không có một điểm thường hưởng tiếc ngọc. Hứa Vân liên tục là bị đạp ra ngoài, lần này tốc độ cực kỳ nhanh, để Lạc Lê đứng một bên cho dù là muốn cứu viện cũng chưa kịp, trợn mắt nhìn Hứa Vân lại bị Vũ Hạo đạp bay. Để Lạc Lê lúc này nhảy lên một cái liền vọt tới bên cạnh Hứa Vân. Vân Nhi không, Hứa Vân, người không sao chứ? Bụng dưới truyền đến đau đớn kịch liệt, phảng phất khiến cho lục phủ ngũ tạng đều xoắn lại. Hứa Vân nghiến chặt hàm răng, hận ý trong đôi mắt phảng phất có thể hóa thành lợi nhận đem Vũ Hạo tám thành tám khối, nhưng lại đang nói ra không ra lời. Ngươi sao có thể ra tay ác như vậy? Là chỉ là nữ hài tử, ngươi làm sao lại không biết một điểm thương hương tiếc ngọc? Đế Lắc Lê lúc này trường mắt gầm thét về hướng của Vũ Hạo. Vũ Hạo lắc đầu lên tiếng, trên chiến trường chẳng lẽ địch nhân lại bảo vì ngươi là phụ nữ hài tử liền không ra tay với ngươi sao? Còn có nàng bị thương tổn, không thể trách ta, hẳn là trách ngươi mới đúng. Đế Lạc Lê ngẩn người, trách ta? Ngươi đã thương nàng trách ta cái gì? Vũ Hạo khinh thường sẽ nói, ngươi thích nàng đúng hay không? Ngươi đã thích nàng, ngươi liền phải đem nàng xem như là nữ nhân của ngươi mà đối đãi. Nàng bị ta đã thương, ngươi tính làm cái gì ta? Ngươi làm ăn cái gì không biết, ngay cả nữ nhân của mình đều không bảo vệ được, ngươi còn nói bản thân không phải là phế vật. Ngươi, nếu như là bình thường, Vũ Hạo kích thích như thế này, Đế Lạc Lê đã có một chút quen thuộc, thế nhưng hôm nay không sống, hắn là ngày trước mặt Hứa Vân nói như vậy, huống chi Vũ Hạo lúc trước cũng đã đem Hứa Vân đả thương. Lập tức thì Đế Lạc Lê hai mắt đỏ thẫm, nổi giận gầm lên một tiếng, vuôn bạch hổ phóng thích ra, liều lĩnh nhào tới phía của Vũ Hạo. 3 giây sau, ầm một tiếng, Đế Lạc Lê hung hăng bị quật xuống mặt đất, hơn nữa còn ngã tại địa phương cách Hứa Vân không xa. Phế vật là phế vật, nếu như ta hiện tại muốn giết nữ nhân của ngươi, hoặc là đối với nữ nhân của ngươi làm cái gì, ngươi có biện pháp gì hay không? Ngươi chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thôi. Vũ Hạo càng thêm mấy phần khinh miệt, hai tay chắp ở sau lưng về mặt khinh thường. Ta liều mạng với ngươi. Đế Lạc Lê lúc này đỏ ngầu cả mắt, lần nữa nhào ra bên ngoài là phải hướng của Vũ Hạo. Lại 3 giây sau, ầm một tiếng, Đế Lạc Lê lại một lần nữa hung hăng ngã trước mặt của Hứa Vân cách đó không xa. Lần này thì căn bản không cần Vũ Hạo dùng ngôn ngữ kích thích, Đế Lạc Lê đã thật nhanh bò lên, sau đó như thiểm điện lần nữa hướng về hắn vọt tới, giống như là một con hổ điên vậy. Đáy mắt của Vũ Hạo hiện ra ý cười, đồng thời hắn cũng chú ý tới Hứa Vân lúc này đã từ dưới đất bò dậy, trong ánh mắt giống như nhiều thêm ra thứ gì đó. Đương nhiên chuyện này đều không thể ngăn hắn tiếp tục xuống tay với Đế Lạc Lê. 3 giây lại 3 giây, ngắn ngủi vài phút, Đế Lạc Lê đã lần lượt là vài chục lần bị Vũ Hạo đánh ngã trên mặt đất. Lần này thì Vũ Hạo ra tay rõ ràng nặng một chút, không chỉ y phục
phục trên người của Đới lạc lề rách nát, hơn nữa thân mình cũng đã bắt đầu mang thương thế. Thế nhưng mà lần này Vua Hào đối với hắn kích thích rõ ràng rất mạnh. Sau mỗi một lần ngã sấp xuống, Đới lạc lề vẫn có thể điên cuồng lần nữa đứng lên, đi về hướng của Vua Hào toàn lực công kích. Khi mà Đới lạc lề lại một lần nữa ngã sấp xuống trước mặt của Hứa Vân, khóe miệng chảy ra máu tươi, Hứa Vân nhịn không được mà hét lớn: "Đừng đánh nữa, ngươi không phải đối thủ của hắn, đừng đánh nữa." "Không, ta muốn bảo vệ người, ta nhất định có thể bảo vệ được người." Đới lạc lề đột nhiên quay đầu, khi mà Hứa Vân nhìn thấy ánh mắt của hắn, nhìn thấy chính là một loại điên cuồng gần như là cuồng loạn. Loại điên cuồng càng mang theo vài phần cuồng nhiệt và cố chấp. Nói xong câu đó, Đới lạc lề liền lại một lần nữa xông về phía của Vua Hào. Trong lòng của Vua Hào âm thầm gật đầu, hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong vũ hồn của Đới lạc lề bao hàm sau một phần tinh thần lực đang dần dần giác tỉnh. Tinh thần lực lượng của hắn dưới trạng thái điên cuồng đang lấy tốc độ kinh người mà tăng lên. Không sai, đây mới chỉ là tinh túy của vuôn bạch hổ biến dị của hắn. Hiện tại thế công của Đới lạc lề rõ ràng càng so với trước đó hùng mạnh hơn nhiều. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, hắn mỗi một lần hướng về Vua Hào phát động ra tấn công, xung quanh thân thể vẫn sẽ mang theo một chuỗi tàng ảnh màu trắng. Nếu như nhìn kỹ liền có thể phát hiện ra trong tàng ảnh có một chuỗi hình dạng của bạch hổ. Sóng tinh thần thậm chí khiến cho tốc độ lực lượng của Đới lạc lề đều đang gia tăng. Bạch sắc quang mang ở trên người rõ ràng so với trước đó phải cường thịnh hơn một chút. Tình cảm kích thích lòng người càng kích thích tinh thần lực lượng hơn. Vua Hào muốn để Đới lạc lề tiến vào trạng thái này là cùng loại trạng thái khi mắn tưởng niệm Vương Đầu Nhi, từ đó sáng chế ra Hạo Đồng Tam Tuyệt. Hắn nguyên nhân vì sao lần lượt hai lần đạp bay Hứa Vân, cho lẽ hắn thật sự không biết Thương Hoa Tiếc Ngọc đối với nữ nhân cũng muốn động thủ sao? Dĩ nhiên không phải, hẳn là vì có thể lưu lại ám ảnh trong lòng Đới lạc lề, khiến hắn cảm thấy bản thân không bảo vệ được nữ nhân yêu mến, sau đó mới đột nhiên dùng hành vi và ngôn ngữ thức tỉnh hắn. Quả nhiên có hiệu quả tuyệt hảo. Đới lạc lề hiện tại đã tiến vào loại trạng thái điên cuồng đó, mà loại trạng thái này khiến cho hồn lực, tinh thần lực lượng quán đều tăng lên với một tốc độ kinh người. Rốt cuộc ngay cả chính bản thân Đới lạc lề cũng không thể nào đếm hết được lần thứ bao nhiêu bị Vua Hào đánh bay. Lần này ngã trên mặt đất, hắn dốc hết toàn lực muốn đứng lên, thế nhưng mà hồn lực ở trong cơ thể mặc dù đang không ngừng khôi phục lại, nhưng thân thể đau nhức kịch liệt lại làm chắn vô luận như thế nào cũng chống đỡ không nổi. Hắn lúc này toàn thân đều là vết thương, quân phục đã sớm không còn hình dáng, thế nhưng mà ánh mắt của hắn vẫn chấp nhất, dù là thân thể nhận tổn thương nghiêm trọng đến đâu, ánh mắt của hắn vẫn như cũ tràn đầy một ngọn lửa đang thiêu đốt. Không nên đánh, không nên đánh. Nước mắt chảy xuôi theo khuôn mặt của Hứa Vân. Nàng không phải là không muốn đi giữ chặt lấy Đới lạc lề, cũng không phải không muốn đi trợ giúp hắn, thế nhưng mà thời điểm Đới lạc lề hướng về Vua Hào điên cuồng tiến lên, một cỗ lực lượng không biết tên liền khóa chặt lấy thân thể của nàng, để cho nàng có thể nhìn thấy, nghe được, lại không cách nào di động. Nàng vẫn luôn luôn đang nỗ lực dãy giụa, thế nhưng mà ngay cả một điểm hồn lực đều để tụ không nổi, chỉ có thể trợn mắt nhìn Đới lạc lề một lần nữa là một lần liều lĩnh đi về hướng của Vua Hào đánh tới. Mỗi lần lại một lần bị oanh kích bay ngược ra sau. Ma quỷ ở trong mắt của nàng, Vua Hào đã giống như ma quỷ, mà phần kiên cường của Đới lạc lề cũng lần thứ nhất làm tâm hồn của nàng run rẩy. Hắn làm như vậy cũng là vì ta sao? Lạc lề từ bỏ đi, không nên đánh, ngươi không phải đối thủ của hắn, không nên. Nghe được âm thanh của Hứa Vân, Đới lạc lề giống như ăn thuốc kích thích vậy mà có như thế mà dùng hai tay run rẩy lần nữa trèo chống thân thể bò dậy. Hắn lúc này rất đáng sợ, toàn thân đã bị máu tươi nhiễm đỏ, thế nhưng cặp mắt lại đặc biệt sáng tỏ. Bên cạnh tròng mắt vốn màu đen giống như có thêm một tròng mắt đỏ ngòm. Hắn đột nhiên ngửa mặt lên trên trời gầm lên giận dữ, sau lưng lại có bạch quang mãnh liệt lóe lên. Bạch quang giống như bị huyết sắc trên người quán lây dính, dần dần biến thành màu đỏ, huyết hổ lại là một quang ảnh huyết hổ. Hai tay của Đới lạc lề chậm rãi nâng lên thân thể, ánh sáng trên hổ trào cũng dần dần biến thành đỏ như máu. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng song đồng vô cùng quỷ dị nhìn về phía Hứa Vân, nói ra từng chữ: "Ta nhất định có thể bảo hộ ngươi, nhất định sẽ bảo hộ ngươi." Nói xong câu đó, hắn đã lần nữa vọt tới phía Vua Hào, mà lần này tốc độ của hắn đã vượt qua trạng thái đỉnh phong lúc trước, hóa thành một đạo gió lông huyết sắc cuốn theo tất cả hướng về Vua Hào. Nhìn đến đây, Vua Hào khẽ gật đầu. Lúc này Đới lạc lề phát huy ra sức chiến đấu đã đạt đến thực lực hồn tông, tiềm năng của hắn suốt cuồng xem như là bị kích phát ra. Hồn xưa có đường thuộc tính tinh thần, hoặc nói chính là trong vuôn của hồn xưa có được thuộc tính tinh thần, tốc độ trong lúc tu luyện đúng là có tăng lên. Thế nhưng mà một khi thành phần tinh thần của vuôn bọn hắn bị dẫn phát ra, vậy thì vuôn biến dị của bọn hắn mới có thể chân chính hoàn thành, từ đó làm bọn hắn trở nên càng thêm cường đại so với hồn xưa bình thường. Vuôn bạch hổ của Đới lạc lề cũng là biến dị, thế nhưng phần biến dị này cũng không nhất định hoàn toàn xấu. Đối với điểm này, nếu như đổi một thành người khác, cho dù là giáo sư thâm niên của học viện xử lý khác cũng chưa chắc có thể khẳng định được. Thế nhưng mà Vua Hào lại khác, về mặt thuộc tính bản thân hắn liền có thể nói chỉ là người có vuôn tinh thần mạnh nhất đương kim thiên hạ. Trải qua một tháng hiểu rõ, hắn đối với tình huống của Đới lạc lề có thể nói chính là rõ như lòng bàn tay.
Vấn đề lớn nhất của Đế Lạc Lê là trong Vũ Hồn chỉ có một phần Bạch Hồ được vận chuyển, mà một phần thuộc về tinh thần lực lượng đều không có. Dù là cao thủ phủ Bạch Hồ công tước nhiều như mây, nếu có người phát hiện ra vấn đề như hắn chỉ sợ cũng không ai biết nên làm như thế nào. Dù sao tinh thần lực lượng liên hệ đến linh hồn huyền diệu như thế nào, hơn bất cẩn một chút rất có thể liền sẽ sinh ra phản hiệu quả, thậm chí mang cho Đế Lạc Lê tổn thương cực kỳ lớn. Bởi vậy Đế Lạc Lê vẫn duy trì trạng thái như vậy, mặc cho hắn lại cố gắng thế nào, cũng chỉ có thể phát huy ra được một nửa uy lực vũ hồn, tự nhiên là không có khả năng đuổi kịp hai huynh đệ Đới Thượng Hành và Đới Hoa Bân. Mà phương thức kích phát vũ hồn của Vũ Hạo rất đơn giản, chính là lợi dụng tình cảm của Đế Lạc Lê đối với Hứa Vân, dùng tình yêu để kích thích ra là phương pháp không thể nào để lại di chứng tốt nhất. Đương nhiên điều kiện tiên quyết chính là sau khi phần tình yêu này kích phát ra phải có khả năng được đáp trả. Cho nên Vũ Hạo hoàn toàn đem tinh thần lực của Đế Lạc Lê phát động ra đến cực hạn, khiến hắn bị phơi bên trong một loại trạng thái điên cuồng. Quả nhiên một phần thuộc tính tinh thần trong vũ hồn bị triệt để kích phát ra. Trong thời gian ngắn ngủi này, hồi lực của hắn đã tăng lên liên tục 2 cấp. Đối với điểm này bản thân Đế Lạc Lê còn không có cảm giác được. Thế nhưng chờ hắn khôi phục lại, ngay lập tức sẽ phát hiện ra thân thể biến hóa long trời lở đất.